đang xem nông cái sinh rồi. Rồi chúng ta sẽ dùng sẻ múc nửa ly nước. Nửa ly nước. Đúng rồi. Nửa ly thôi nha. Rồi bây giờ nhìn trước cái đổ màu xanh, có thấy ly hạt giống không? Rồi cái ly hạt giống màu trắng á, chúng ta sẽ lấy giá trị 2 hạt giống bỏ vào ly đất. 2 hạt giống nha. Rồi để tránh chim sao bò ăn mất hạt giống của mình, thì chúng ta sẽ dùng sẻng lấp đầy ly đất. Lấp đầy ly đất luôn. Rồi ai lấp đầy rồi đưa lên. Rồi đố các bạn, mình đã làm đất rồi bỏ hạt giống cho mình còn thiếu gì nữa. Giỏi quá. Rồi thiếu nước, bây giờ mình lấy bình xịt nước, mình xịt giúp chị 3 đến 5 lần nước nha. Rồi các bạn ở đây đã từng ăn cây đuối chưa? Hiểu đây nha, các bạn hiểu rồi. Rồi, ảnh thường có muốn ba mẹ là ăn cha á. Ở đây nào, là bò đúng không? Rồi làm gì nữa? Rồi bây giờ các bạn ơi, xong chưa? Rồi mời các bạn di chuyển qua chị áo cam, chúng ta đặt ly đất lên kệ giùm chị để cho mình phát nông dân trồng giúp mình nha. Rồi chị chúng ta sẽ thu hoạch được một ly. Rồi đem về chúng ta tự tay chúng ta ôm cây nha. Rồi các bạn xem 14 thôi, di chuyển chúng ta đợi xíu. Rồi di chuyển chúng ta đợi xíu thôi. Vậy xe của ai vậy? Xe số mấy? Không có vô. Rồi các bạn ơi, ai xong rồi di chuyển cho anh chị đó, di chuyển ra bên ngoài để các bạn xe số mấy. Để lên xe xong di chuyển qua bên kia. Để lên xe xong di chuyển qua bên kia. Rồi chị ơi, nhân viên ơi, đợi trẻ kìa. Hỗ trợ vườn đi,